Hiện tại thì Hòa cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vào được đến vòng 1/16. Hôm nay thì Hòa được trọng trách là đeo chức băng đội trưởng thì ban đầu thì cũng rất là áp lực, trách nhiệm rất là lớn. Tuy nhiên thì khi mà vào trận thì mình cảm thấy thoải mái hơn, những phút đầu mình cảm thấy thoải mái và từ đó mình dần dần mình lấy lại được cái tâm lý thoải mái và mình đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên thì phải nói đến tinh thần của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại thì trong tất cả các trong hai trận đấu vừa qua trước Panama và nhất là Cộng hòa Séc ngày hôm nay thì tinh thần của đội rất là tốt và rất là đoàn kết. Anh em đã cố gắng đồng lòng cùng nhau để giành được kết quả tốt nhất để dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam cũng như là dành tặng cho những người thân yêu của mình. Cái thứ hai là ban huấn luyện nó có một cái chiến thuật đề ra rất là tốt ngay từ đầu là mình thi đấu một cách hơi thực dụng một chút xíu để mình có được kết quả tốt. Thì toàn đội đã tuân thủ được cái chiến thuật đó và mình đã có kết quả đúng như mong đợi. Hòa nghĩ thì Hòa cùng tất 4 anh em trước đó đã tham dự World Cup ở Colombia thì hiện tại có mặt ở đây thì rất là may mắn và Hòa nghĩ rằng rất là hạnh phúc. Thì lần thứ hai này cũng Hòa có cảm giác thì nó cũng giống như lần đầu tiên vậy. Cũng rất là vui, rất là hạnh phúc vì mình đã đem được một cái liều thuốc tinh thần đến dành cho tất cả người hâm mộ Việt Nam đang ở nhà để phải vượt qua được cái dịch bệnh khó khăn như vậy. Ý với đoàn Pháp thì cũng có thời gian đã đi tập huấn ở châu Âu, ở Tây Ban Nha thì Hoàng nghĩ rằng các em ấy có được cái kinh nghiệm cũng như là đã theo được đội tuyển rất là có thời gian theo được đội tuyển rất là dài. Hoàng nghĩ đó là hai cầu thủ rất là tương lai của Futsal Việt Nam trong thời gian tới.